Rất rất là nhiều bạn không biết cách luộc gà như thế nào cho ngon, cho hấp dẫn và đẹp mắt như trong clip Hoshi đang làm. Có rất là nhiều bạn khi thấy màu gà vàng đẹp như vậy thì nói là gà được tẩm chất phẩm màu, không dám ăn, sợ lắm, nhưng mà không phải vậy đâu nha. Hôm nay Hoshi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách luộc gà ngon, bật mí cho cả nhà biết bí quyết làm cho da màu gà đẹp vàng ươm và hấp dẫn như thế này mà không cần phải dùng tới hóa chất hay là phẩm màu gì đâu nha. Ok, đầu tiên thì cả nhà sẽ bắt lên bếp một nồi nước, bật lửa lên rồi cho vào đây là nửa muỗng muối, rồi các bạn sẽ quay qua cắt vài lát gừng đập dập ra như trong clip Hoshi hướng dẫn. Đó, ok, xong rồi thì mình sẽ cho vào nồi, rồi mình sẽ quay qua cắt thêm củ hành tây nữa. Mình sẽ chẻ ra nhiều khe như vậy ha, chứ đừng có cắt đứt ra luôn. Mình sẽ cho vào nồi rồi cắt thêm vài cái lá chanh nữa là xong. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành qua bước 2 ha. Mình sẽ chuẩn bị một con gà. Gà thì các bạn sẽ lựa gà ta khoảng 2 kg. Các bạn có thể dùng quay tăm ghim đầu và cánh gọn gàng lại. Phần chân thì mình sẽ duỗi thẳng ra rồi bắt đầu làm neo cho gà, làm cho gọn gàng trước khi lên dĩa. Xong rồi thì mình sẽ khứa cái phần sụn ở hai mặt trước chân gà, rồi bẻ nhẹ cái là xong. Hoặc là các bạn có thể cắt ra luôn. Phần lòng gan mề gà thì mình sẽ cho hết vào bên trong. Đó, xong. Bây giờ thì mình sẽ cho gà vào nồi luộc. Gà mà các bạn luộc theo cách này đảm bảo là thơm ngon, mẹ chồng ba vợ gì cũng khoái liền. Mình sẽ luộc khoảng 20-25 phút nha. Rồi mình sẽ tiến hành qua bước 3. Các bạn sẽ cắt ra cho Hoshi một củ nghệ như thế này, sau đó dùng dao băm nhuyễn ra. Mình sẽ băm nhỏ như vậy trước rồi mới cho vào cối giã cho đơn giản hơn nha. Cái mẹo này là Hoshi muốn chia sẻ cho cả nhà, ai ai cũng nên biết nha. Sau 20 phút luộc gà xong rồi thì bây giờ mình sẽ mở nắp ra vớt bọt, vớt cho sạch rồi mình sẽ tắt lửa đậy nắp lại, rồi để đó ngâm thêm khoảng 10 phút nữa. Xong, bây giờ Hoshi đã luộc gà xong rồi nè. Gà lúc này sẽ vừa chín tới, thịt ngọt rất là ngon. Mình sẽ vớt ra sau đó ngâm vào nước lạnh. Các bạn lưu ý là vớt gà ra đừng quên hai cái chân nha. Hoshi thấy thường thường sẽ có người trong gia đình thích ăn chân gà lắm đó. Mình sẽ cho thêm vào chút nước để ngâm cho ngập nè. Bạn nào không muốn ngâm thì mình để ra ngoài cho nguội cũng được. Còn ngâm thì sẽ có cái hay của ngâm nha. Bây giờ thì mình sẽ vớt hết cái hành tây và gừng ở bên trong ra. Đó, sau đó mình chừa lại cái nước gà này nè. Để tập sau Hoshi sẽ hướng dẫn cho cả nhà nấu phở gà cực kỳ thơm ngon và ngọt nước. Bước 4 thì các bạn sẽ bắt chảo lên cho nóng rồi cho vào đây là 2-3 muỗng ăn, rồi cho hết cái phần nghệ khi nãy đã giã nhuyễn vào, dùng đũa khuấy đều tay lên cho đến khi nghệ vàng cánh gián. Rồi mình sẽ tách riêng phần dầu và sát nghệ ra bằng cách là cho vào cái lược đó. Cái rây lược này thì nhà ai cũng nên có nha. Mình sẽ dùng muỗng ép cho hết dầu ra. Các bạn thấy màu dầu vàng đẹp ghê không? Không hề phẩm màu gì hết nha. Bây giờ thì gà của mình đã ngâm nguội rồi nè. Mình sẽ dùng giấy hoặc là vải thấm khô da gà, rồi sau đó mình sẽ chẻ đôi con gà ra. Lần trước là Hoshi đã hướng dẫn cho cả nhà cách chặt gà rồi, cho nên clip này Hoshi sẽ chuyên tâm vào hướng dẫn cách luộc gà sao cho ngon, ngọt, đẹp, da không có bị rách, và đặc biệt cái là làm cho màu da gà luộc hấp dẫn này nè. Đó, xem tới đây là khoái rồi đúng không? Màu da gà của chúng ta bây giờ đã vàng đẹp, óng ánh, hấp dẫn, nhìn cái là muốn ăn liền. Hoshi đảm bảo bố vợ mẹ chồng mà thấy các bạn luộc cái đĩa gà hấp dẫn như thế này thì chắc chắn chỉ có chốt đơn con dâu con rể liền chứ để tuột mất uổng. Bây giờ Hoshi sẽ cắt cánh gà ra ăn thử miếng nè. Ngon quá, ngon quá. Cắt thêm miếng thịt nạc và ăn thử xem độ dai mềm có vừa phải không. Chứ còn cái hương thơm và độ ngọt là tuyệt vời rồi đó. Ngon lắm luôn á. Ok, chúc các bạn thành công nha.